Xin chào các bác nhá. Em dọn cửa hàng đấy thì em thanh lý nhanh cho các bác mấy cặp loa này. Đây là cái dòng này thì của ai qua các bác nhá. Đấy thì về các bác dùng cái băng dính hay cái gì mình kéo cái đó là lên này. Đấy. Cái này nó là dòng nón lụa thế nên là kéo rất là dễ các bác nhá. Cái này dùng băng dính kéo dễ hơn được tay. Đây. Nó là lụa rất là mềm các bác nhá. Đấy thì cặp này nó là cặp Aiwa, nhá. Dòng này thì công suất của nó ở đây thì em không thấy ghi nhưng mà xem nào, con này thì công suất thì không thấy ghi. Nhưng mà thấy ghi trở kháng là 6 ohm. Thì những con này về các bác làm trợ lời hoặc là nghe nhạc hay là mình có thể lấy độ làm loa tép loa chung thứ thoải mái nhá. Đấy, thì con này xem nào. Aiwa này để các bác giá là 350 này. Đấy, 350 cho con này này. Cặp này là cặp của con này như là của Pala sao? Đúng rồi, con này Pala. Đấy, công suất của nó rơi khoảng là 35, tép là 10. Trở kháng là 6 ohm. Hai cầu tiếng các bác nhá, hai cầu tiếng này nó đang bị đứt cái dây rồi. Về nó mất hai dây nó sẽ có dây bát, dây tép riêng. Đấy, về các bác thích thì mình tháo ra xong mình chế nhá. Mình chế lại cái dây cho em hoặc là mình đấu thêm vào. Đấy thì cặp này để các bác giá là 290 nhá, 200 thôi để quá 280 về các bác gọi là mình thay dây đi. Đấy về mình đấu lại dây. Đấy tiếp tục con này. À con này thì nó cái màng bát của nó này nó hơi kiểu qua quá trình thời gian các bác, nó cái màng này bằng nhựa. Nó bục mày. Đấy thì về mình lấy chung vào tép hoặc là mình có thể chế lại cái màng bát này. Đấy thì con này để các bác giá là 250 các bác nhá. Đấy cặp này là cặp của Victor, ba khác nhau mà. Đúng không ạ? Victor công suất 20 trở kháng 4 ohm. Đấy thì cặp này để các bác giá 250.000 này. Cặp này để các bác giá 300 này, con này để các bác 280 này. Hàng thì tất cả nó đều nguyên bản nguyên zin cho các bác nhá. Đấy bao đấy tất cả ba cặp thì alo em. Giá thì nhiên là báo nhá. 300 này, 280 này, 250 này. Dạ vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.